Chào các bạn, hôm nay mình sẽ bày cho bạn cách dạy mèo không lên giường nha. Để dạy mèo không lên giường thì chúng ta cần lưu ý một số điểm sau. Thứ nhất là dạy càng sớm càng tốt. Tốt nhất là dạy mèo không lên giường khi nó vẫn còn nhỏ, vẫn còn là mèo con. Hoặc nếu bạn nhận nuôi một bé mèo trưởng thành, trước giờ luôn ngủ trên giường cùng với chủ, thì hãy áp dụng luật không lên giường ngay từ ngày đầu tiên mà mèo mới về nhà bạn. Chúng ta hãy dạy mèo từ thuở còn thơ, dạy mèo từ thuở bơ vơ mới về nha. Còn nếu chúng ta đã từng cho mèo lên giường ngủ cùng trong một thời gian, nhưng mà bây giờ thấy việc cho lên giường là không ổn, muốn áp dụng luật mới là không lên giường thì sẽ khó khăn hơn nhiều, đặc biệt là khi thói quen đó đã được hình thành trong thời gian dài. Mèo không có lỗi khi nhảy lên giường, nó làm như vậy là vì chúng ta đã từng cho phép nó lên. Mèo nhảy lên và không bị nhắc nhở phải đi xuống. Hoặc là thậm chí chúng ta đã từng mời nó lên giường ngủ cùng, thì bây giờ việc nó tiếp tục làm như vậy không có gì sai hết. Trong trường hợp này chúng ta cần phải chuẩn bị tinh thần, phải rất kiên nhẫn và nhẹ nhàng để dạy lại mèo, để nó hiểu và từ từ chấp nhận quy tắc mới. Cũng đừng la mắng nó khi nó nhảy lên giường nha, vì như vậy vừa không hiệu quả và vừa không công bằng với mèo. Suy cho cùng thì mèo không có lỗi, lỗi là ở chúng ta mới chính là nguyên nhân để mèo hình thành thói quen đó. Điều thứ hai mà chúng ta cần nhớ đó là phải nhất quán. Để dễ dàng hơn cho cả mèo và chúng ta thì chúng ta cần phải có luật lệ rõ ràng và đừng tự mình phá bỏ luật lệ đó. Đặc biệt là khi chúng ta đang muốn thay đổi luật cũ bằng luật mới. Cho là cho, không là không, chứ không phải là có thể thương lượng được hoặc là lúc cho lúc không, vì như vậy mèo sẽ rất khó hiểu và việc dạy mèo sẽ không hiệu quả. Không tức là không 100% chứ không phải là không 99%. 1% còn lại vẫn được lên nha. Chúng ta sẽ dạy mèo không bao giờ được lên giường nữa. Giường của bạn là khu vực cấm và mèo sẽ không được nhảy lên với bất kỳ lý do gì. Luật này cần được áp dụng cho tất cả mọi vật nuôi trong nhà. Nếu nhà nuôi vài bé mèo, đứa cho lên giường, đứa không cho lên thì nó sẽ ganh tị mà ghét nhau. Còn nếu chúng ta muốn dạy mèo có những ngoại lệ như là nó có thể tùy ý sử dụng giường, nó có thể leo lên giường, chạy nhảy và nằm ngủ thoải mái khi bạn không có nhà. Còn buổi tối khi bạn ngủ thì nó phải xuống giường. Hoặc là khi nó vừa mới tắm rửa sạch sẽ thơm tho thì bạn sẽ mời nó lên giường ngủ cùng. Còn những ngày khác thì nó không được lên. Hoặc là những ngày tâm trạng bạn không vui thì bạn muốn bế mèo lên giường để mèo an ủi bạn, giúp tâm trạng của bạn thoải mái hơn. Còn những ngày bạn vui thì nó phải ngủ chỗ của nó. Những ngoại lệ đó quá rối rắm, quá cảm tính, quá khó nhớ và khó hiểu cho mèo. Tính nhất quán là rất quan trọng với mèo, nó sẽ không tuân thủ những luật lệ không nhất quán. Điểm thứ ba mà chúng ta cần lưu ý đó là mèo là loài vật làm theo thói quen và nó không thích sự thay đổi. Nếu thói quen ngủ cùng bạn đã được hình thành trong thời gian dài thì việc phá vỡ thói quen cũ, hình thành thói quen mới không phải là điều dễ dàng. Vì mèo không thích sự thay đổi cho nên nó sẽ rất kiên quyết và không chịu nhượng bộ chúng ta đâu. Nó sẽ cố gắng hết sức, cố làm mọi cách để có thể giữ nguyên những điều đã quen thuộc với nó. Cho nên để dạy lại mèo thì chúng ta cần phải chuẩn bị tâm lý, phải rất cứng rắn với mèo. Vì nếu bạn để nó thành công một lần thì lần sau nó sẽ cố gắng hơn nữa và hơn nữa. Như vậy việc dạy lại mèo sẽ càng ngày càng khó khăn hơn. Mèo không phải nói một lần mà nó nghe, mà nó sẽ cố gắng thử lại rất nhiều lần. Mỗi bé mèo có tính cách khác nhau cho nên thời gian dạy cũng sẽ khác nhau. Ví dụ như Wendy nhà mình thì biết hợp tác và nghe lời, còn Sunny thì cực kỳ bướng, cực kỳ cứng đầu. Nuôi Sunny đúng là thử thách cho tính kiên nhẫn của mình. Khi dạy mèo có thể bạn sẽ cảm giác mệt mỏi vì không thấy có tiến triển gì hết. Mọi thứ không thay đổi nhanh chóng và rõ rệt theo ý bạn. Nhưng mà bạn hãy tiếp tục cố gắng, tiếp tục kiên nhẫn với mèo. Đừng để nó thành công dù chỉ một lần thì mèo sẽ nhanh chóng đi đến thời điểm bước ngoặt. Kể từ thời điểm đó trở đi thì nó sẽ chấp nhận và tuân thủ luật mới. Bây giờ chúng ta sẽ nói tiếp về các bước để dạy mèo không lên giường nha. Nếu mèo đã có những chỗ nằm yêu thích khác ngoài giường ngủ của bạn như là nhà cây, tháp mèo hoặc là nó thích nằm ngủ trong túi vận chuyển thì bạn cũng không cần phải mua thêm ổ nằm cho mèo. Nhưng mà nếu mèo chưa có chỗ nào khác để ngủ ngoài giường của bạn thì bước đầu tiên là cho mèo sự lựa chọn khác, tốt tương đương với cái giường của bạn. Như vậy bạn sẽ đỡ cắn rứt và mèo cũng dễ chấp nhận luật mới hơn. Mỗi bé mèo có một sở thích khác nhau và nó không thích sự thay đổi. Để giảm rủi ro chúng ta tốn tiền mua ổ nằm cho mèo mà nó không chịu xài thì bạn cứ chọn loại ổ nằm tương tự như cái đang có. Nếu mèo ngủ cùng bạn trên nệm dày, mềm mại, êm ái và ấm áp, thì có thể mèo cũng sẽ thích loại ổ nằm có những tính chất này. Còn nếu bạn đang nằm trên phản gỗ cứng và mát, thì cứ tìm loại ổ nằm tương tự như vậy cho mèo. Xác suất cao là mèo cũng sẽ thích ổ nằm mới. Chúng ta sẽ đặt ổ nằm này ở nơi mèo thường xuyên sinh hoạt, và đặt ở đâu thì giữ nguyên ở đó. Đừng hôm nay để chỗ này, ngày mai để chỗ khác nha. Như vậy mèo sẽ không sử dụng đâu. Bước thứ hai là làm cho mèo thích chỗ nằm mới của nó. Mèo có thể sẽ không bao giờ đụng tới ổ nằm mà bạn mua cho nó, chỉ đơn giản là vì nó không quen, hoặc là mùi vải mới quá nồng làm nó có ấn tượng tiêu cực. Cho nên mình cần giới thiệu cho mèo chỗ nằm mới và làm cho nó có ấn tượng tốt với ổ nằm này nha. Cách làm rất đơn giản. Mèo nhạy cảm với mùi. Nếu ổ nằm mới có mùi hăng nồng thì chúng ta nên giặt qua hoặc là lau qua một lần để giảm bớt mùi trước khi giới thiệu cho mèo nha. Bạn có thể đặt một cái khăn, một cái áo hoặc là một cái mền có mùi của bạn vào ổ nằm mới của mèo. Như vậy nó sẽ có cảm giác quen thuộc, an toàn và dễ chấp nhận hơn. Tiếp theo là chuẩn bị một ít bánh thưởng. Chúng ta sẽ chỉ tay vào ổ nằm và nói ổ nằm. Khi mèo bước vào ổ nằm thì chúng ta cho mèo ăn bánh thưởng. Làm như vậy nhiều lần thì từ từ nó sẽ liên kết ổ nằm với điều tích cực và dần dần nó sẽ thích sử dụng. Chúng ta chỉ giới thiệu và tạo cho mèo ấn tượng tốt với chỗ nằm mới thôi. Mục đích là để mèo sử dụng chỗ nằm đó thường xuyên nhất, chứ chúng ta không kỳ vọng là bất kỳ lúc nào mèo ngủ nó cũng sẽ vào ổ này để nằm nha. Bước tiếp theo, nếu nhà bạn có phòng riêng, bạn không có nhiều sự kiên nhẫn và cũng chưa cho mèo lên giường ngủ cùng nhiều lần, thì cách đơn giản nhất là đóng cửa phòng ngủ lại. Vài ngày đầu tiên có thể mèo sẽ cố gắng chống cự bằng cách là cào mạnh vào cửa hoặc là kêu gào lớn tiếng để được vào phòng. Nếu bạn xót xa không chịu nổi mà mở cửa cho nó, thì lần sau mèo sẽ càng cố gắng hơn nữa. Khi mở cửa cho mèo vào thì chúng ta đang vô tình dạy nó là nếu muốn vào phòng thì hãy cố gắng hơn nữa đi, hãy cào cửa mạnh hơn đi, hãy kêu gào nhiều hơn đi. Nếu bạn đã chọn cách này thì hãy nhớ là tuyệt đối không mở cửa cho mèo vào phòng nha. Để giảm cảm giác lo lắng khi không biết mèo đang làm gì ở bên ngoài thì bạn có thể đặt camera. Dù ở trong phòng bạn vẫn quan sát được mèo, như vậy sẽ yên tâm hơn. Còn nếu nhà bạn không có phòng riêng, hoặc là bạn sợ việc mèo cào cửa và kêu gào sẽ ảnh hưởng tới hàng xóm xung quanh, thì việc dạy mèo sẽ khó khăn hơn một chút. Để dạy được mèo không leo lên giường thì chúng ta cần làm hai việc. Việc thứ nhất là dạy mèo thích việc xuống giường và làm cho nó nghĩ xuống giường là điều tốt. Chúng ta cần chuẩn bị một ít bánh thưởng để dạy mèo xuống giường. Cách làm là mỗi lần mèo leo lên giường thì bạn cầm một miếng bánh thưởng rồi chỉ tay xuống sàn rồi nói xuống. Nói một tiếng thôi, giọng rõ ràng, bình thường. Đừng gắt gỏng hoặc là nói liên tục xuống nha. Và chỉ cần giữ nguyên tư thế tay và cho mèo có thời gian suy nghĩ. Khi mèo nhảy xuống giường thì bạn nói đúng rồi để khen ngợi mèo và thả bánh thưởng ra cho mèo ăn nha. Lúc trước mình có làm video dạy mèo khẩu lệnh không, nhưng mà trong trường hợp này nói không với mèo sẽ không tốt bằng việc dạy mèo khẩu lệnh mới là xuống. Không nên dùng khẩu lệnh không vì 3 lý do. Thứ nhất là vì mình đã từng cho phép mèo lên giường rồi, mèo không làm gì sai cho nên việc nói không sẽ rất khó hiểu cho mèo. Thứ hai là vì khẩu lệnh không được dùng trong rất nhiều trường hợp và mình không muốn nói không với mèo quá nhiều. Thứ ba là vì khẩu lệnh không có nghĩa là mèo đang làm sai và nó cần phải dừng lại việc đó ngay lập tức. Còn khẩu lệnh xuống thì mang tính hành động, có nghĩa là nó phải đi xuống giường chứ không phải là ngừng lại. Ở bước này chúng ta sẽ dạy mèo hiểu là xuống giường là có thưởng, xuống giường là tốt, xuống giường tốt hơn lên giường. Điều tiếp theo chúng ta sẽ dạy mèo đó là lên giường là không tốt. Khi bạn ở trên giường, bất kỳ lúc nào mèo nhảy lên giường thì bạn hãy nói xuống. Nếu mèo không chủ động nhảy xuống thì bạn nhẹ nhàng nói xuống rồi đặt mèo xuống sàn. Trường hợp này mèo sẽ không nhận được bánh thưởng. Nếu mèo nhảy lên giường 100 lần thì chúng ta cần đặt mèo xuống sàn đủ 100 lần. Chỉ cần một lần chúng ta mệt quá, lười quá mà để mèo ở trên giường thì việc dạy mèo sẽ càng ngày càng khó hơn. Bạn cố gắng nha! Ban ngày khi không có ở nhà thì chúng ta có thể phủ một tấm bạt lớn, trùm toàn bộ giường lại, hoặc là đặt các miếng thảm gai nhựa lên trên bề mặt giường. Mục đích là để mèo có ác cảm với giường của bạn và không thích lên giường nữa. Chúng ta sẽ duy trì những việc này cho tới khi mèo hình thành được thói quen mới nha. Chúc bạn sẽ sớm dạy được mèo nha. Vì YouTube sẽ đề xuất những video có nhiều lượt thích, nên nếu bạn thấy video này hữu ích thì hãy nhấn thích để những thông tin này được chia sẻ đến nhiều người nha.